Mi 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 mi. Gia đình những chú mèo. Bắt đầu nào. Xin chào tài xế. Xin chào ngài. Hãy lái xe cẩn thận nha. Ta cài dây bảo vệ vào ngay. Lái xe an toàn bạn ơi. Lên xe mình đi ngay nào. Ba 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 ru ba la. Ba 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 ru ba la. Đèn đỏ kia dừng lại tài xế ơi. Ôi không cần dừng ngay lại rất nguy hiểm. Mình phải chú ý hơn. Cẩn thận, tập trung lái xe. Thật vui đi tiếp thôi nào. Xin chào, xin chào, xin chào người đi xe. Xin chào, xin chào, xin chào. An toàn là trên hết. Nào con yêu hãy đội mũ. Cẩn thận, nhìn đường đi nhé con. Ôi không cần dừng ngay lại rất nguy hiểm. Mình phải luôn chú ý hơn. Dạ vâng, con nhớ rồi. Cẩn thận khi mình đi xe đạp. Xin chào tài xế. Xin chào cô gái nhỏ. Kiểm tra độ an toàn của chúng ta khi đi trên các phương tiện đi lại. Khi bạn đi xe đạp, hãy nhớ đeo đồ bảo hộ. Đã xong. Khi bạn đi xe buýt, hãy nhớ cài dây an toàn. Đã xong. Khi bạn đi thuyền. Đã xong. Đi thôi. Tu tu. Timmy, dậy đi nào. Ba ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ? Con hy vọng nó không phải là một chiếc bánh khác. À, hôm nay ba có một công thức thú vị hơn. Hãy tin vào ba. Yay! Thợ làm bánh Pi Hon đây. Cùng nhau hãy làm những chiếc bánh thơm ngon. Trứng gà, sữa tươi và bột và mì nữa. Chúng ta mau làm bánh nhé các bạn. Các con đã sẵn sàng chưa? Yeah! Thợ làm bánh Pi Hon đây. Cùng nhau hãy làm những chiếc bánh thơm ngon. Dùng trứng và rồi cho thêm bột mì nhé. Chúng ta mau làm bánh nhé các bạn. Và thêm một chút sữa. Thêm một chút sữa, thêm một chút sữa. Và thêm một chút đường. Thêm một chút đường, thêm một chút đường. Khuấy đều, rồi ta trộn chung lên. Cho bột vào khuôn và mình sẽ nướng bánh bạn ơi. Yeah! Yeah! Con chắc chắn lần này chúng ta sẽ làm được. Ủa? Tất nhiên rồi. Ôi không, lại thất bại rồi. Không sao đâu ba, chúng ta sẽ làm lại nhé. Nhưng chúng ta không có đủ nguyên liệu. Vậy thì hãy cho những thứ mà mẹ thích vào ba nhé. Trứng và sữa
đây. Khoai tây chiên. Là sốt cà chua. Thật nhiều thứ mình yêu thích. Bánh xe rất rất ngon. Cho một tấm khuôn yeah. Bánh mì nếu anh bạn ơi. Cùng làm bánh, cùng làm bánh. Ơ, chuyện gì vậy? Mẹ ơi. Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Mẹ yêu ơi, mẹ yêu ơi, hãy xem đây. Bọn con làm chiếc bánh rất thơm ngon. Dành cho mẹ, dành cho mẹ một bất ngờ đấy. Chúc mừng ngày của mẹ nhé, con yêu mẹ. Đây là chiếc bánh đặc biệt nhất mà mẹ có. Ôi thật tuyệt vời. Mèo. Ngày của mẹ là ngày để chúng ta cảm ơn những người mẹ của mình. Mẹ của bạn luôn nghĩ về bạn và cũng luôn quan tâm đến bạn. Vào ngày của mẹ, hãy làm một thứ gì đó thật đặc biệt để tặng cho mẹ của mình. Xoa bóp lưng và vai của mẹ, rồi nói với mẹ rằng chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Và chúng con yêu mẹ rất nhiều. Xanh dương, hồng, cam. Ba ơi, nhìn này. Lula la, lula la, đi tắm thôi, hay đi tắm thôi. Lula 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 la, lula lula hey. Lula la, lula hey, lula lula hey. Tắm thôi nhanh nào, bé yêu sẵn sàng chưa? Lula la, lula hey, lula lula hey. Con đâu rồi? Ồ, con ở đâu? Này con yêu hỡi đang chôn nơi nào? Con đâu rồi? Lộ rồi nhé. Đi tắm sạch sẽ để đuổi sạch vi trùng nào. Lula hay, lula lula hay. Tắm thôi nhanh nào, bé yêu sẵn sàng chưa? Lula la, lula hay, lula lula hay. Ôi không đâu à, con không muốn đâu mà. Con yêu cho vui hơn. Này con yêu hỡi đang chôn nơi nào? Con đâu rồi? Con ở đâu? Này con yêu hỡi đang chôn nơi nào? Con đâu rồi? Lộ rồi nhé. Bây giờ chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ cho thơm tho nào. Không. Lula la, lula hay, lula lula hay. Tắm thôi nhanh nào, bé yêu sẵn sàng chưa? Lula la, lula hay, lula lula hay. Là ngoan bé yêu tắm thôi nào. Con rất thích được tắm mát. Lula la. Con rất thích được tắm mát. Lula la. Thật là ngoan bé yêu tắm thôi nào. Con rất thích được tắm mát. La la la. Con rất thích được tắm mát. La la la. Thật là vui. Chúng ta xong rồi. Mèo. Cả
Tại sao chúng ta phải đi tắm hàng ngày? Chúng ta có thể làm thật nhiều bong bóng xà phòng và chơi cùng chúng. Khi các bong bóng được rửa sạch, chúng cũng sẽ mang vi khuẩn đi theo. Và bạn sẽ trở nên thật sạch sẽ và thoải mái. La 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 la. Mẹ ơi con yêu mẹ la 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 la. Mẹ đã thành một người bác sĩ, mang buồn đau qua đi nhanh nào. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất, ngày ngày mẹ nấu những món ăn ngon tuyệt. Mẹ đã thành một đầu bếp, mang đồ ăn ngon ngon cho mẹ. Mẹ của các bạn như thế nào? Như thế nào nhỉ? Mẹ tốt bụng như cô y tá. Mẹ hài hước như chú hề. Và mẹ tức giận như khủng long. Vậy các bạn thích mẹ như thế nào nhất? Hãy nhớ nói với mẹ bạn điều này nhé. Chúng con yêu mẹ. Nhìn này. Các con. Nhìn này. Nào ta hãy tô màu vào xe chữa cháy này. Màu, màu hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Đỏ nhé, đỏ nhé. Màu đỏ tô xe chữa cháy đây. La 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 la. Xe chữa cháy màu đỏ. Đi đi nhanh thôi xe chữa cháy đây rồi. Đi đi nhanh thôi xe chữa cháy đây rồi. Mình cần dùng vòi phun nước ngay nào. Hooray! Xe chữa cháy màu đỏ. Nào ta hãy tô màu vào xe cảnh sát này. Màu màu hãy chọn màu. Màu xanh dương đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Xanh dương nhé, xanh dương nhé. Màu xanh dương ta hãy tô nào. La 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 la. Xe cảnh sát xanh dương này. Đi đi nhanh thôi xe cảnh sát đây rồi. Đi đi nhanh thôi xe
ta hãy tô màu vào xe cứu thương này. Mau mau hãy chọn màu, màu trắng ngay đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la, màu trắng, màu trắng, mình cùng tô xe cứu thương nào. La 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 la, xe cứu thương đến giúp bạn. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Hooray! Xe cứu thương màu trắng. Oh! Yeah! Yeah! Meow! Đây là màu gì? Màu đỏ. Xe cứu hỏa màu đỏ. Ui à, ui à. Đây là màu gì? Màu xanh dương. Xe cảnh sát màu xanh dương. Đây là màu gì? Màu vàng. Xe bus màu vàng. Yay! Chúng ta đã được học về màu sắc của các loại xe. Hãy cho cháu uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, cháu sẽ khỏe lại sớm thôi. Mời mình nào con, con hay mau uống thuốc này. Siêu nhân thuốc, hay ho, xem ta, siêu nhân đây, guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Thuốc đắng, ôi thuốc đắng, để guli 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 guli. Đây guli 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 yêu dần rồi. Xem ta, siêu nhân đây guli 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 rất mệt rồi. Hả? Hình như hắn không đuổi theo chúng ta nữa. Xông lên, xông lên, và rồi, và rồi cùng nhau ta mau làm bè ôm nào. Và rồi cùng nhau ta mau làm bè. Giờ con ngoan dậy uống thuốc nào. Thuốc mạnh rồi, hay ho. 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 Xem ta, siêu nhân đây. Guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây. Guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Ôi ôi, ôi ôi, ôi. Guli 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 nhanh chạy nào. Guli 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 nhanh chạy nào. Xem ta, siêu nhân đây. Guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây. Guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Tốt lắm, con nhớ là phải uống thuốc mỗi khi bị ốm nhá. Vâng à. Thuốc sẽ giúp con đuổi những vi khuẩn xấu đi. Mèo. Nếu bạn cảm thấy không được khỏe, hãy uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Uống thật nhiều nước và nghỉ ngơi ở trên giường. Vi khuẩn sẽ nhanh chóng bị đuổi đi thôi.
Tối quá đi mất. Đừng sợ các con. Mẹ ơi, có con quái vật bóng đen đằng sau mẹ kìa. Đằng sau lưng con cũng có con quái vật bóng đen kìa. Xem này, quái vật bóng đen của chị to hơn của em nhá. Quái vật bóng đêm của ba là con quái vật to lớn nhất. Vậy thì con sẽ là quái vật bóng đêm thật là to. Đu a đu a hu, nhìn quái thú ta đây. Đu a đu a hu, nhìn quái thú ta đây. Chạy ngay đi quái thú, khổng lồ đây, khổng lồ đây, cực sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Quái thú khổng lồ boom. Em là quái thú tí hon, còn chị là quái thú khổng lồ. Chạy ngay đi quái thú khổng lồ đây, khổng lồ đây, cực sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Mẹ là quái thú khổng lồ, các con là quái thú tí hon. Chạy ngay đi quái thú khổng lồ đây, khổng lồ đây, cứ sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Ho 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 ho, quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Ho 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 ho, quái thú khổng lồ boom. Ba là quái thú lớn nhất ở đây. Chạy ngay đi không sẽ bị bắt, nhanh nào, nhanh nào. Chạy thật nhanh không sẽ bị bắt, nhanh thật nhanh. Boom! Mèo. Các bạn đã học được cách so sánh kích cỡ các đồ vật chưa? Quả trứng nào là nhỏ nhất? Nhỏ, nhỏ hơn và nhỏ nhất. Còn khủng long nào là lớn nhất? Lớn, lớn hơn và lớn nhất. Ta mới là con khủng long lớn nhất. Vậy thì Mi sẽ là chú khủng long lớn nhất rồi. Cuối cùng, con quái thú thu dọn mọi thứ của mình lại và bắt đầu một hành trình mới. Có lẽ con quái thú ấy đang đến gặp em đấy. Hả? Thật à? Đừng lo lắng, chị ở đây mà. Nào em nghe xem tiếng chị. Bum 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 bum. Chị ơi mau nghe xem kìa. Bang 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 bang. Cầm giường đây đang có quái thú sao? Hãy giúp em. Sẽ sợ, chị ở đây không sao mà. Đừng sợ, không sao đâu. Ta 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 da 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 ta 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 da da da. Nhìn đi em, quái thú đây, hãy đến đây chơi nào. Bộ quái thú to chưa nào? Bum 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 bum. Và miệng rộng của quái thú đây, du 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 du, cùng chơi với ta. Ooh.
chơi ở dưới gầm giường. Vâng ạ. Và đừng để đồ chơi của em nằm ở khắp nơi nữa. Đang ạ. Mèo. Nếu bạn cảm thấy có quái vật ở trong bóng tối, đừng sợ. Hãy vẽ ra con quái vật làm bạn cảm thấy sợ hãi. Sau đó hãy thêm một số trang trí vui nhộn. Cuối cùng hãy hét lên với quái vật. Hãy đi đi. Con quái vật đã biến mất rồi. Đây, chúc cháu một ngày vui vẻ. Cháu là cô bé ngoan. Cháu tự đi mua sắm đồ cho mẹ đấy. Tạm biệt. Tạm biệt. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình chạy chạy thật xa, hân hân ta vẫn cứ tiến gần. Này người lạ đừng lại gần nhé. Có người lạ đang theo dõi mình, phải làm sao đây? Bước nhẹ, bước nhẹ, nhẹ nhàng chạy thật nhanh. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Chạy nào chạy thật nhanh. Chạy vào một cửa hàng mình trốn, rồi nhờ người giúp. Chắc là an toàn rồi, mình đi tiếp thôi. Bước nhẹ lại lao hăng. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình phải thật bình tĩnh, thật nhiều người mình phải nhìn chân, làm người lạ mặt sau. Được rồi. Hãy bước thật nhẹ, hãy bước thật nhẹ, về nhà mau đi thôi. Không. Ba đây rồi. Mimi, con thật dũng cảm. Chúng ta cùng về nhà nhé. Khi bạn ở trên đường, hãy nhớ luôn tập trung vào đường mình đi. Hãy chú ý cẩn thận những âm thanh xung quanh mình. Và nếu bạn cảm thấy có điều gì đó lạ, đầu tiên hãy cố giữ bình tĩnh. Sau đó, hãy nhanh chóng đi đến nơi đông người. Ví dụ như các cửa hàng gần đấy. Cuối cùng, hãy nhờ các bác cảnh sát hoặc nhân viên cửa hàng gọi điện cho ba mẹ mình. Mẹ ơi! Ba đến đón con đây. Hãy thảo luận với ba mẹ mình để biết được chúng ta cần phải hỏi sự giúp đỡ của ai khi mình gặp rắc rối nhé, các bạn nhỏ. Chúng ta hết sữa mất rồi. Cả nông em nữa. Vậy chúng ta hãy cùng đi siêu thị nhé. Đây ạ, chúng ta cùng đi siêu thị nào. Chúng ta đang đi mua sắm. Con muốn mua bánh quy. Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi. Đi mua sắm thật vui vui vui. Ta đi xung quanh, qua bên kia xem. Còn hãy đi lại cẩn thận. Mimi, chạy với xe đẩy hàng như thế rất nguy hiểm. Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi. Đi mua sắm thật vui vui vui. Ta đi xung quanh, qua bên kia xem. Đi đứng từ từ và cẩn thận. Yeah! Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi. Đi mua sắm thật vui vui vui. Có bánh rất thích, đang trên cao kia. Kìa,
trèo lên kệ. Timmy, ba sẽ lấy chúng cho con. Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi, đi mua sắm thật vui vui vui. Ba ơi, bánh quy, ba mau giúp con. Hãy nhờ người lớn lấy giúp con. Vâng ạ. Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi, đi mua sắm thật vui vui vui. Thích rất thích, đi xem đồ chơi. Con không được đi một mình. Con nên đi cạnh người lớn nhá, ở bên mẹ. Nào mình cùng nhau đi mua sắm thôi, đi mua sắm thật vui vui vui. Khi mua đồ chơi, một mình không nên đi, cần có mẹ cha đi cùng. Yeah. Mèo. Chúng ta cần chú ý những điều gì khi đi siêu thị? Không được tự ý chạy nhảy. Vâng ạ. Không được leo trèo lên giá để đồ. Hãy nhờ ba mẹ nếu muốn lấy đồ ở trên cao nhé. Vâng ạ. Mẹ ơi, lấy giúp con với ạ. Yay. Mimi, hãy luôn ở gần ba mẹ và đừng đi một mình. Vâng ạ. Chúng ta về nhà thôi.